Ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một đoạn trích khác thuộc Horus Heresy mà tôi rất là thích. Đó là cái chết của hành tinh Istvan 3. Trước khi bắt đầu chúng ta sẽ nói về phần bối cảnh. Thì như cái tên đã gợi ý thì trong chiến dịch tại Istvan 3, Horus gửi các Space Marine trung thành thuộc 4 quân đoàn là Sun of Horus, Emperor's Children, Guaithers và Death Guard xuống hành tinh Istvan 3 để bí mật trừ khử với vỏ bọc là nhiệm vụ dập tắt sự nổi dậy của chính phủ hành tinh này, dẫn đầu bởi thống chế Vardus Pra. Sau khi các Space Marine đã chiếm gần được thành phố thủ đô của hành tinh là Coral City, tôi xin tạm dịch là thành phố hợp xướng, hạm đội của Horus đã giải phóng những quả bom virus xuống bề mặt nhằm tiêu diệt tất cả lực lượng trung thành cũng như toàn bộ cư dân của Istvan 3 trong một đòn nhanh gọn. Rất may thì một Space Marine trung thành là Saugut Anyam Sautavis của Emperor's Children đã tránh được việc đổ bộ xuống bề mặt và phát hiện ra kế hoạch đánh bom của Horus. Đoạn trích tôi chọn này sẽ bắt đầu từ lúc Tavis vừa đáp xuống bề mặt để cảnh báo lực lượng trung thành cho đến khi Istvan 3 biến thành cục than bởi đoạt bom của Horus. Lưu ý là video này sẽ spoil nội dung của cuốn Galaxy in Flames của Ben Carter, là cuốn thứ 3 trong series về Horus Heresy của Black Library. Còn đối với các bạn đã đọc hay là không quan tâm đến spoiler thì chúng ta cũng bắt đầu nào. Tầm nhìn đầu tiên của Sautavis khi đến thành phố hợp xướng là hàng phong lan đá lộng lẫy của cung điện Precentor. Ông bước ra từ chiếc Thunderhawk mèo mó trên mái của một góc cung điện, mái vòng ngoạn mục cao vút phía trên ông. Khói cuộn lên trong không khí từ những trận chiến bên trong cung điện và âm thanh la hét ầm ĩ vang lên từ quảng trường phía bắc, cùng với mùi hôi thối nồng nặc của máu tươi mới đổ ra. Tavis nhìn thoáng qua, một suy nghĩ đập mạnh vào ông rằng tất cả có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ông nhìn thấy các Astartes đang di chuyển dọc theo mái nhà về phía mình, các Emperor's Children, và trái tim ông đập rộn ràng khi nhìn thấy tiểu đội Nasuke với Lucius dẫn đầu. Thanh kiếm của anh ta bốc khói sau chiến trận. Tavis, Lucius gọi, và Tavis nghĩ rằng bước đi của kiếm sĩ đã trở nên vĩnh váo hơn. Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ xuống đây được chứ, ghen tị với cuộc giết chóc này à? Lucius, tình hình thế nào rồi? Tavis hỏi. Cung điện là của chúng ta và Pra đã chết do chính tay tôi giết. Chắc hẳn anh có thể ngửi thấy mùi của Waiters. Họ không thoải mái được cho đến khi mọi thứ đều sặc mùi máu. Phần còn lại của thành phố đã bị mất liên lạc. Chúng tôi không thể bắt tín hiệu của bất cứ ai khác. Lucius chỉ tay về phía tây xa xôi của thành phố, nơi hình dáng cao chót vót của Dias Irae rực lửa đang tấn công những người Istvan xui xẻo ấp khuất tầm mắt bên dưới. Dù sao thì có vẻ như là Death Guard sẽ sớm hết thứ để giết. Bây giờ chúng ta phải liên lạc với phần còn lại của lực lượng tấn công, Tavis nói. Son of Horus và Death Guard, hãy giao cho một đội làm, cho ai đó lên thử trụ cao hơn đi. Tại sao? Lucius hỏi. Do, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta sẽ bị tấn công, một thứ khủng khiếp, một đòn virus. Từ người Istvan? Không, Tavis buồn bã nói. Chúng ta bị phản bội. Lucius do dự. War Master, Do, ý anh là sao? Chúng ta được lệnh xuống đây để chết, Lucius. Fulgrim đã chọn ra những người không nằm trong kế hoạch lớn của chúng. Do, điều này thật điên rồ, Lucius kêu lên. Tại sao Primarch của chúng ta lại làm một việc như vậy? Tôi không biết, nhưng hắn sẽ không làm điều này nếu không có lệnh của War Master, Tavis nói. Đấy chỉ là giai đoạn đầu tiên trong một kế hoạch lớn hơn. Tôi không biết mục tiêu của nó, nhưng chúng ta phải cố gắng ngăn chặn nó. Lucius lắc đầu, vẻ mặt nhăn nhó đầy cay đắng. Không, Primarch sẽ không để tôi chết, nhất là sau những trận chiến tôi đã chiến đấu với ngài ấy. Hãy nhìn xem tôi đã trở thành cái gì. Tôi là một người được Fulgrim chọn. Tôi chưa bao giờ chùn bước, chưa bao giờ thắc mắc. Tôi sẽ theo Fulgrim xuống địa ngục. Nhưng tôi thì không, Lucius ạ, Tavis nói. Và anh là bạn của tôi. Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta không có thời gian cho việc này. Chúng ta phải đưa ra lời cảnh báo rồi tìm nơi trú ẩn. Tôi sẽ thông báo với Waiters. Các cậu liên lạc với Sun Horus và Death God đi. Đừng đi sâu vào chi tiết. Chỉ cần nói với họ rằng có một loại virus đang sắp sửa tấn công và bảo họ tìm bất kỳ nơi trú ẩn nào có thể. Tavis nhìn vào sự kiên cố vững chắc của cung điện Precentor và nói: chắc chắn phải có một hầm mộ hoặc những nơi sâu hơn bên dưới cung điện. Nếu chúng ta có thể tiếp cận được chúng ta có thể sống sót qua chuyện này. Thành phố này sẽ chết, Lucius, nhưng tôi sẽ bị đẩy xuống địa ngục mất nếu phải chết cùng nó. Tôi sẽ gọi một sĩ quan lên đây, Lucius nói, giọng đầy giận dữ. Tốt, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Lucius. Bom sẽ được phóng bất cứ lúc nào. Đây là phản loạn, Lucius nói. Đúng, Tavis nói. Đúng vậy. Bên dưới những vết sẹo mang tính nghi thức, Lucius vẫn là người lính hoàn hảo mà ông luôn hướng tới. Một lá bùa hộ mệnh với sự tự tin có thể lan tỏa cho những người xung quanh. Và Tavis biết rằng ông có thể trông cậy vào anh.
Kiếm sĩ gật đầu và nói, đi tìm đại úy Erland đi. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với các quân đoàn khác và đưa các chiến binh của chúng ta vào chỗ ẩn nấp. Tôi sẽ trao đổi với anh sau. Tạm biệt, Tavis nói. Lucius quay sang đội Natsuki, ra lệnh rồi chạy về phía mái vòm cung điện. Tavis đi theo sau, nhìn xuống quảng trường phía bắc và thoáng nhìn thấy trận chiến sôi sục ở đó, nghe thấy tiếng la hét và âm thanh của lưỡi cưa. Ông ngước nhìn lên bầu trời buổi sáng muộn, những đám mây đang tụ lại. Bất cứ lúc nào, bom virus sẽ xuyên thủng những đám mây đó. Những quả bom sẽ rơi khắp Istvan 3 và hàng tỷ người sẽ chết. Bên trong những chiến hào và hầm trú ẩn trải dài về phía tây của thành phố hợp xướng, lính thường và Astarte đã chết trong những cơn bão bùn và lửa. Dies Irae rùng mình trước sức nặng của hỏa lực mà nó xả xuống. Moderati Casa cảm nhận được tất cả, như thể khẩu súng vào cần bầu tử to lớn, nhiều năm đang nằm trong tay anh ta. Cô Titan đã phải chịu nhiều vết thương, chân của nó đầy sẹo do các vụ nổ tên lửa và những vết hằn trên thân hình hùng mạnh của nó gây ra bởi những khẩu pháo gắn trên bong kè. Casa cảm nhận được tất cả, nhưng vô số vết thương như vậy cũng không thể làm chậm lại Dies Irae hoặc khiến nó đi chệch hướng. Mục đích của nó là hủy diệt, và cái chết là hình phạt mà nó giáng xuống đầu những kẻ thù của hoàng đế. Trái tim của Casa căng lên, anh chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với hoàng đế của mình đến vậy. Trở thành một với God Machine, một phần sức mạnh của chính hoàng đế đã được truyền vào Dies Irae. Arrogant, kéo sang bạn phải. Princep Thernet ra lệnh từ ghế chỉ huy. Tránh xa những bong ke đó để không chúng sẽ phá hoại cửa chân. Dies Irae nghiêng sang một bên. Phần chân khổng lồ của nó hất tung phần mái khỏi cụm bong ke rối rắm và phá vỡ các ụ pháo khi nó lao về phía trước. Một nhóm binh lính Istvan chạy ra khỏi đống đổ nát, chuẩn bị vũ khí hạng nặng để chốt lửa vào cỗ Titan khi nó che khuất đầu họ. Binh lính Istvan được huấn luyện bài bản và được trang bị vũ khí tốt. Và mặc dù phần lớn vũ khí của họ không uy lực bằng súng laser, các chiến hào là một lợi thế đáng kể, và một người đàn ông cầm súng trường vẫn là một người đàn ông cầm súng trường khi tiếng súng vang lên. Death Guard đã tàn sát hàng ngàn người khi họ lao qua chiến hào, nhưng quân lực Istvan đông đảo hơn và quyết không bỏ chạy. Thay vào đó, họ đã đốt lui qua các chiến hào, lùi dần trước sự tấn công không ngừng nghỉ của Death Guard. Người Istvan với những chiếc mũ giáp màu xám xanh buồn tẻ và những bộ quần áo ngụy trang lấm lem rất khó để nhận ra bằng mắt thường trong bùn và đám đông. Nhưng các cảm biến trên Dies Irae đã chiếu hình ảnh sắc nét lên võng mạc của Casa, lọc chúng ra một cách chi tiết rõ ràng đến đáng kinh ngạc. Casa giải phóng một loạt đạn pháo cỡ lớn, quan sát những cột bùn và thi thể phủ lên không trung như thể những vệt nước bắn tung tóe. Người Istvan biến mất, bị tiêu diệt bởi bàn tay của hoàng đế. Lực lượng địch đang tập trung vào góc phần tư phía trước cảng, Moderati Arrogant nói. Đối với Casa, giọng nói đó có vẻ xa xăm, mặc dù anh ta chỉ ở ngay bên kia buồng chỉ huy của cỗ Titan. Death Guard có thể tự xử lý chúng, Thornet đáp lại. Tập trung vào pháo binh, nó có thể làm tổn thương chúng ta. Bên dưới Casa, những hình dáng màu xám bạc của Death Guard lấp lánh xung quanh các bong ke khi hai đội của họ ném lựu đạn qua các khe súng và đá sập cửa, xả lên những người Istvan vẫn còn sống bên trong bằng đạn bầu tờ hoặc tiêu hủy họ với ngọn lửa từ súng Flamer của mình. Nhìn từ trong đầu của Dies Irae, các Death Guard trông giống như một đàn bộ cánh cứng với lớp vỏ Power Armor đang chạy xuyên qua các chiến hào. Một số Death Guard nằm lại nơi họ ngã xuống, bị pháo binh hoặc đại bác của quân Istvan tiêu diệt. Nhưng họ chỉ là số ít so với những xác người Istvan rải rác ở mọi giao lộ chiến hào. Từng mét một, quân phòng thủ đang bị dồn về phía cực bắc của chiến hào, và khi họ tới được nền đá cẩm thạch trắng của một thánh đường với chóp hình đinh ba, họ sẽ bị mắc kẹt và bị tàn sát. Casa chuyển cánh tay vũ khí của Dies Irae để hướng vào một vị trí pháo binh đang khai hỏa cách đó khoảng 100 mét, trong khi nòng súng khạc giá lửa của nó đang phun ra những loạt đạn pháo về phía phòng tuyến của Death Guard. Princep, Casa gọi, pháo binh địch đang tiến lên góc phần tư phía đông. Thernet không trả lời anh ta, quá chăm chú vào điều gì đó đang được nói với mình trên kênh chỉ huy cá nhân. Vị Princep gật đầu với bất kỳ mệnh lệnh nào ông ta vừa nhận được và hét lên. Dừng lại, Arrogan, ngừng giải bước. Casa, tắt nguồn cấp đạn đi. Casa làm theo bản năng, tắt vòng quay của đạn dược đang phóng ra từ cánh tay của cỗ Titan và một cú sốc buộc ý thức của anh ta trở lại đài chỉ huy. Anh không còn nhìn qua con mắt của Dies Irae nữa mà quay lại với các sĩ quan của mình. Princep, Casa hỏi, quét qua các kết quả. Có trục trặc gì không? Nếu có thì tôi không thấy. Các hệ thống chính đang hoạt động tốt. Không phải do trục trặc, Thornet trả lời sắc bén. Casa nhìn lên từ những thông tin lướt qua tầm nhìn của anh theo những hàng cột không rõ nét. Moderati Casa, Thornet gọi, nhiệt độ vũ khí của chúng ta thế nào? Có thể chấp nhận được, Casa nói.
Tôi đang định nhắm vào khẩu pháo đó. Đóng các ống dẫn chất làm mát và bịt kín nguồn cấp băng đạn càng sớm càng tốt. Princep, Kasa Boroi nói, việc đó sẽ làm chúng ta mất đi khả năng vũ trang. Tôi biết điều đó, Thernet trả lời như thể nói với một kẻ ngốc. Làm đi, Arokan, tôi cần chúng ta được khóa kín. Khóa kín như thương à? Arokan hỏi, nghe có vẻ bối rối như Kasa. Đúng, Niêm Phong, chúng ta phải được khóa kín từ trên xuống dưới. Thernet nói, mở một kênh liên lạc cho phần còn lại của phi hành đoàn trong cỗ máy chiến tranh hùng mạnh. Tất cả phi hành đoàn, đây là Princep Thernet, áp dụng các giao thức lệnh về mối nguy hiểm sinh học khẩn cấp. Ngay bây giờ, các vanh ngăn đang được niêm phong, tắt các lỗ thông hơi của lò phản ứng và chuẩn bị tắt nguồn điện. Princep, Arokan khẩn trương nói, tôi có phải vũ khí sinh học không? Nguyên tử? Người Servan có một loại vũ khí mà chúng ta không biết đến, Thernet trả lời, nhưng Kasa có thể thấy rõ rằng ông ta đang nói dối. Chúng sẽ sớm giải phóng nó, chúng ta phải được khóa chặt, nếu không chúng ta sẽ bị dính chấu. Kasa nhìn xuống có con mắt của cỗ Titan. Deadguard vẫn đang tiến qua các chiến hào và tàn tích của hầm trú ẩn. Nhưng Princep, các Astarte, anh đã có mệnh lệnh của mình, Moderati Kasa. Thernet hét lên. Vợ anh sẽ tuân theo chúng, bịt kín chúng ta lại. Mọi lỗ thông hơi, mọi cửa sập, nếu không chúng ta sẽ chết. Kasa điều khiển Dias Irae đóng sập cửa và bịt kín mọi lối vào. Sự miễn cưỡng của anh ta khiến thủ tục trở nên chậm chạp. Ở mặt đất bên dưới, anh quan sát Deadguard tiếp tục vượt qua các hàng phòng thủ của thành phố hấp sướng, dường như không quan tâm đến việc người Istvan sắp sửa phòng cái quái gì đó vào phía họ, hoặc là không hề biết. Khi trận chiến tiếp diễn, Dias Irae chết lặng. Đại sảnh của Vengeful Spirit là một căn phòng khổng lồ với những bức tường bằng đá cẩm thạch và những cột trụ bằng vàng nguyên khối. Sự tráng lệ của nó không giống bất kỳ điều gì mà Sentiment từng thấy. Và hàng ngàn Remembrancer đang lấp đầy căn phòng đều mang vẻ mặt kinh ngạc của những đứa trẻ vừa được chứng kiến một điều kỳ diệu mới mẻ. Nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc, Sentiment đoán rằng toàn bộ Remembrancer của hạm đội đã có mặt để nghe thông báo của War Master. War Master và Malagos đứng trên một bục cao ở cuối hành lang, quá xa để cả hai có thể nhận ra Sentiment, Mercedes hay Ifriti. Hoặc ít nhất là ông hy vọng như vậy. Ai mới biết được thị lực của Astarte tinh tường đến mức nào, chưa kể đến của một Primarch. Cả hai Astarte đều mặc áo choàng màu kem viền vàng và bạc, và một nhóm chiến binh khác đứng bên cạnh họ. Một số màn hình chiếu lớn đã được treo lên tường. Châu giống như một cuộc gặp với Iterator trên một thế giới chuẩn bị sáng nhập vậy, Mercedes nói, lặp lại suy nghĩ của chính ông. Nó giống đến mức ông bắt đầu tự hỏi thông điệp nào sẽ được truyền đi và sẽ được củng cố như nào. Ông liếc nhìn xung quanh để tìm những gián điệp trên khán đài sẽ vỗ tay và cổ vũ vào những thời điểm chính xác để hướng thái độ của đám đông theo cách mong muốn. Mỗi màn hình hiển thị đang hiện ra một góc của Istvan 3, đặt trên phông nền đen rải rác những đốm sáng bạc của hạm đội War Master. Ifriti, Mercedes nói khi đi qua đám đông. Có nhớ tôi đã nói rằng đây là ý tưởng tôi? Vâng, Ifriti nói. Khuôn mặt cô ấy nở một nụ cười dài và ngây thơ. Ồ, bây giờ tôi nghĩ đây thực sự là một ý tưởng tồi. Ý tôi là hãy nhìn vào số lượng Astarte ở đây. Cinnamon nhìn theo ánh mắt của Mercedes, bắt đầu đổ mồ hôi khi nhìn thấy rất nhiều chiến binh có vũ trang vây quanh họ. Chỉ cần một người trong số họ nhận ra khuôn mặt của ông thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng ta phải chứng kiến, Ifriti nói, quay lại và nắm lấy tay áo ông. Ông phải chứng kiến. Cinnamon cảm nhận được sức nóng khi chạm vào cô và nhìn thấy ngọn lửa sau ánh mắt cô, giống như sấm sét trước cơn bão, và ông bắt đầu nhận ra rằng ông hơi sợ Ifriti. Đám đông chen chúc trong sự thiếu kiên nhẫn háo hức, và Sentiment vẫn giữ khuôn mặt của mình tránh khỏi các Astarte đang nhìn chằm chằm vào các khán giả. Ifriti siết chặt tay Mercedes khi các màn hình chiếu lên hình ảnh sống động và các Remembrancer tập hợp lại há hốc mồm khi họ nhìn thấy những con đường đẫm máu của thành phố hấp sướng được chụp rõ ràng từ một chiếc phi cơ, những hình ảnh phủ kín màn hình khổng lồ. Và Sentiment cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi phải chứng kiến sự màn rợ quá mức đó. Ông nhớ lại cuộc tàn sát tại Whisperheads và nhắc nhở bản thân rằng đây là điều mà các Astarte được tạo ra để làm. Nhưng bản chất chân trụi đó là thứ ông biết mình sẽ không bao giờ làm quen được. Xác chết tràn ngập đường phố và máu me bao phủ hầu hết mọi bề mặt như thể trời đã đổ mưa máu. Những Remembrancer như các người nói rằng muốn chứng kiến chiến tranh. Horus nói, giọng hắn dễ dàng truyền đến những góc xa nhất của hội trường. Chà, là thế này đấy. Sudeman quan sát hình ảnh chuyển động trên màn hình, dần được kéo lùi lại và hướng lên bầu trời tối tăm, đầy sao phía trên. Những ngọn rào ánh sáng rực rỡ đang rơi xuống trận chiến bên dưới. Đó là gì vậy? Mercedes hỏi. Chúng là bom, Sudeman kinh hãi nói. Hành tinh đang bị bắn phá.
và thế là nó bắt đầu. Ifriti nói. Bên trong cung điện là một cảnh tượng thực sự khủng khiếp. Máu ngập đến mắt cá chân và rải rác hàng nghìn thi thể. Hầu hết bị nổ tung bởi đạn bolt, nhưng nhiều người cũng đã bị chém bằng lưỡi cưa hoặc bị xé nát từng chi. Tavis vội vã tiến đến cứ điểm tạm bỡ ở trung tâm. Các lỗ châu mai được hình thành từ những thi thể rạch nát được chất đống giữa những khối bê tông vụn vỡ. Một Guaiters với bộ áo giáp đẫm máu và khuôn mặt đầy sẹo gật đầu với ông khi ông leo lên đoạn đường dốc đầy xác chết khủng khiếp. Bộ giáp của người chiến binh nhúng nhiều máu đến nỗi Tavis trong giây lát đã tự hỏi tại sao anh ta không sơn mình màu đỏ ngay từ đầu. Đại úy Erlen, Tavis nói, anh ta đâu rồi? Người chiến binh không lãng phí lời nào mà chỉ đơn giản giơ ngón tay cái về phía một người chiến binh với hàng chục giải tuyến thệ bay phấp phới treo trên giáp ngực. Tavis gật đầu cảm ơn và đi qua cứ điểm. Ông đi ngang qua những Astarte bị thương đang được chăm sóc bởi một apothecary, người trông như thể anh ta đã chiến đấu hết mình cũng như bất kỳ bệnh nhân nào khác của anh. Bên cạnh anh ta là hai Guaiters đang nằm, thi thể của họ bị ném ra một cách không thương tiếc. Erlen ngước lên khi Tavis đến gần. Khuôn mặt của vị Captain đã bị bỏng nặng trong một trận chiến nào đó trước đó, và chiếc rìu của ông ta dính nhiều máu đến nỗi trông nó giống như một chiếc rùi cùi hơn. Có vẻ như các Emerald Children đã gửi quân tập viện cho chúng ta rồi. Erlen hét lên trước những tiếng cười rì rầm của các Guaiters của mình. Hẳn một chiến binh, chúng ta thật may mắn, kẻ thù chắc chắn sẽ bỏ chạy. Đại úy, Tavis nói, cùng Erlen đứng trước hàng rào làm từ những người Istvan đã chết. Tên tôi là đại úy Saul Tavis và tôi ở đây để cảnh báo các anh phải lập tức đưa đội của mình vào chỗ ẩn nấp. Vào chỗ ẩn nấp, không thể chấp nhận được. Erlen nói, hất đầu về phía xa của quảng trường, những bóng hình di chuyển trong cửa sổ và giữa các dinh thự. Chúng nó tập hợp lại. Nếu chúng tôi di chuyển bây giờ, chúng sẽ áp đảo chúng tôi. Người Istvan có vũ khí sư ngọc, Tavis nói, biết rằng nói dối là cách duy nhất để thuyết phục các Guaiters. Chúng sẽ bắn nó sẽ giết chết mọi người và mọi thứ trong thành phố hợp xướng. Chúng định phá hủy thủ đô của chính mình ư? Tôi tưởng nơi này là một loại nhà thờ nào đó, linh thiêng lắm với chúng. Chúng đã cho thấy chúng coi trọng chính mình đến mức nào rồi đấy. Tavis trả lời nhanh chóng, chỉ vào đống xác chết trước mặt họ. Chúng sẽ hy sinh thành phố này để giết chết chúng ta. Đối với chúng thì việc đuổi chúng ta khỏi hành tinh có giá trị hơn là thành phố này. Vậy anh muốn chúng tôi từ bỏ vị trí này à? Erlen hỏi, như thể Tavis đã xúc phạm danh dự của ông ta. Làm thế nào mà anh biết được tất cả những điều này? Tôi vừa đến đây từ quỹ đạo. Vũ khí đã được giải phóng. Nếu các anh ở trên mặt đất khi virus tấn công, các anh sẽ chết. Nếu anh không tin điều gì khác, hãy tin điều này. Vậy anh đề nghị chúng ta di chuyển đến đâu? Ngay phía tây của vị trí này, đại úy, Tavis nói, liếc nhìn bầu trời. Hệ thống chiến hào dày đặc với các hầm trú ẩn chống bom. Nếu anh đưa người của mình vào đó, họ có thể sẽ được an toàn. Có thể, Erlen ngắt lời. Đó là điều tốt nhất mà anh có thể cung cấp cho tôi à? Erlen nhìn Tavis một lúc lâu. Nếu anh sai, máu của các chiến binh của tôi sẽ đổ trên tay anh và tôi sẽ giết anh vì cái chết của họ. Tôi hiểu điều đó, đại úy, Tavis thúc giục. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Tốt thôi, đại úy Tavis, Erlen nói. Trung sĩ Freister bên cánh trái, trung sĩ Rundle phải. Guaiters tiến về phía tây, rút gươm ra. Các Guaiters rút rìu và kiếm của mình ra. Các đơn vị nhúm đầy máu vội vã tiến lên phía trước và bước qua hàng rào chắn tạm bỡ đầy xác chết. Anh có đi không, Tavis? Erlen hỏi. Tavis gật đầu, rút kiếm của mình ra và đi theo các Guaiters vào quảng trường. Mặc dù họ đều là Astartes, ông biết rõ mình chỉ là một kẻ xa lạ trong số họ, trong khi cùng họ sải bước, phun ra những lời chửi rủa và lao qua các xác chết để hướng tới sự an toàn tiềm tàng của các bong ke. Tavis ngước nhìn những đám mây đang tụ tập và cảm thấy ngực mình thắt lại. Những vệt sáng đầu tiên đang rơi về phía thành phố. Bắt đầu rồi, Logan nói. Lacos nhìn lên từ trạm Vox, lửa đang quét qua bầu trời về phía thành phố hấp sướng. Logan cố gắng đánh giá góc và tốc độ của những mũi tên lửa đang rơi xuống. Một vài trong số chúng sẽ rơi xuống giữa những ngọn tháp của Sirenhold, giống như những chiếc drop pod của Sun of Horus đã làm vài giờ trước đó. Lucius có nói thêm gì nữa không? Không, Lacus nói. Một loại vũ khí sinh học, đó là tất cả. Có vẻ như anh ấy đã vướng phải một cuộc đấu súng. Tarik, Logan hét lên. Chúng ta cần phải vào chỗ ẩn nấp ngay bây giờ, bên dưới Sirenhold. Như vậy có đủ không? Nếu chúng đào hầm đủ sâu thì có thể. Còn nếu không, theo những gì Lucius nói, chúng ta sẽ chết. Vậy thì chúng ta nên đi thôi. Logan quay sang nhìn các Son of Horus đang tiến tới xung quanh mình. Có nguy hiểm, hãy đến Sirenhold và đi xuống ngay lập tức. Ngọn tháp gần nhất của Sirenhold là một tòa nhà khổng lồ cao chót vót
với những bức tượng hình người quằn quại kỳ dị và những khuôn mặt như tượng đầu thú nhìn chằm chằm. Một hình ảnh được lấy cảm hứng từ một địa ngục cổ xưa nào đó trong thần thoại của Istvan. Các Son of Horus phá vỡ đội hình tiến công của họ và chạy dần về phía đó. Logan nghe thấy âm thanh đặc trưng của một vụ nổ trên không ở phía trên thành phố và ép thêm sức lực khi họ tiến dần vào bóng tối của ngọn tháp mộ. Bên trong, tối tăm và xấu xí, sàn nhà được khảm những hình ảnh của các bán nhân bị tra tấn với đôi bàn tay bằng đá vươn lên như thể xuyên qua song sắt của một cái lồng. Có một con đường đi xuống, Thorgarden nói. Logan theo sau khi các Astarte chạy dần về phía lối vào hầm mộ, một cái đầu bằng đá khổng lồ nơi một lối đi dẫn xuống cổ họng của nó. Khi bóng tối bao trùm xung quanh anh, Logan nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên từ bên ngoài bức tường của Sirenhold. Đó là tiếng la hét. Đó là bài hát về cái chết của thành phố hợp xưa. Những quả bom virus đầu tiên được kích nổ phía trên quỹ đạo cao của thành phố hợp xưa. Những vụ nổ lớn lan tỏa các gói hàng chết chóc thật xa và rộng. Được thiết kế để giết chết mọi sinh thể trên bề mặt của một hành tinh, chủng virus từ giải phóng lên Istvan chính là một trong những sát thủ hiệu quả nhất mà War Master sở hữu. Những quả bom chứa đủ dung tích để giết chết hành tinh này tới hàng trăm lần và đã được giải phóng ở các cao độ và vị trí khác nhau trên khắp bề mặt hành tinh. Virus lây lan qua các khu rừng và đồng bằng, quét qua các đầm tảo nở hoa và di chuyển theo các luồng gió trên toàn cầu. Nó luồn qua núi đồi, vượt sông, xuyên băng tuyết. Thứ vũ khí chết chóc nhất của Imperium, ngay cả hoàng đế cũng không muốn động tới. Những quả bom đã rơi xuống khắp Istvan III, nhưng chủ yếu chúng rơi xuống thành phố hợp xưa. War Eaters là những người ở xa chỗ ẩn náu nhất và hứng chịu trận bom tiên phong tồi tệ nhất. Một số đã đến được nơi an toàn trong các bong ke, nhưng nhiều người khác đã không trốn kịp. Các chiến binh khuỵu xuống khi virus xâm nhập vào cơ thể bọc thép của họ. Các chất ăn mòn chết người được tẩm vào cấu trúc virus làm tan chảy các đường ống và khớp giáp bị lộ ra ngoài hoặc tìm đường vào bên trong thông qua các thương tổn từ trận chiến. Các Astarte gào thét. Điều gây sốc hơn cả chính là sự tồn tại của nó hơn là các âm sắc kinh dị mà nó chứa đựng. Virus phá vỡ cái liên kết tế bào ở cấp độ phân tử và nạn nhân của chúng dần tan chảy thành món súp thịt hồi hám trong vòng vài phút kể từ sau khi tiếp xúc. Cuối cùng chỉ để lại những bộ áo giáp mục nát xộc xệch. Thậm chí, nhiều người trong số những người đến được nơi an toàn trong các bong ke cũng đã phải chết trong đau đớn sau khi họ đóng cửa lại và nhận ra mình đã mang theo thứ virus chết người đó vào bên trong. Virus lây lan cho người dân của Istvan III với tốc độ của suy nghĩ, truyền từ nạn nhân này sang nạn nhân khác chỉ trong khoảng thời gian đủ để hít vào sự lây lan hôi hám của nó. Tất cả cùng ngã xuống tại chỗ, thịt bong ra khỏi xương khi hệ thống thần kinh của họ sụp đổ và xương của họ chuyển sang dạng đặc như thạch. Những vụ nổ rực lửa châm ngòi cho sự lây truyền, kéo dài những phản ứng chết người của sự thối rữa. Khả năng chết chóc của virus chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chính nó. Vì nếu không còn vật chủ để đưa nó từ nạn nhân này sang nạn nhân khác, virus sẽ nhanh chóng tự tiêu diệt chính mình. Tuy nhiên, cuộc bắn phá từ quỹ đạo diễn ra không ngừng nghỉ, bao trùm toàn bộ hành tinh trong một loạt các chủng hỏa lực chồng chéo được chỉ định mục tiêu chính xác để đảm bảo rằng không thứ gì có thể thoát khỏi virus. Toàn bộ các vương quốc và đất nước chư hầu trên khắp bề mặt đã bị xóa sổ trong vài phút. Các nền văn minh cổ xưa đã sống sót qua đêm cũ và chịu đựng nỗi kinh hoàng của hàng chục cuộc xâm lược, sụp đổ mà không hề biết tại sao. Hàng triệu người chết trong đau đớn rống lên khi cơ thể phản bội họ và tàn rã, biến họ thành thứ vật chất mục nát, phân hủy. Cinnamon đứng nhìn bóng tối lan rộng các từng phần của hành tinh hiển thị trên màn hình chiếu khổng lồ. Nó lan tỏa thành một vòng tròn đen rộng lớn, ăn dọc theo bề mặt hành tinh với tốc độ đáng kinh ngạc, để lại đằng sau sự hoang tàn xám xịt. Một làn sóng mục rữa nữa len lỏi từ một góc khác của bề mặt. Hai khối đen chạm vào nhau và tiếp tục lan tỏa như thể triệu chứng của một căn bệnh khủng khiếp. Cái gì vậy? Mercedes thì thầm. Cô đã từng nhìn thấy nó rồi, Ifriti nói. Hoàng đế đã cho cô thấy, thông qua tôi. Đó là cái chết. Dạ dày của Cinnamon quặn thắt khi ông nhớ lại hình ảnh thối rữa gớm ghiếc, da thịt ông tan rã trước mắt và sự thối nát đen ngòm nuốt chửng mọi thứ xung quanh ông. Đó là những gì đang xảy ra trên Istvan III. Đây là sự phản bội. Cinnamon cảm thấy như máu đã rút cạn khỏi người mình. Cả một thế giới chìm trong sự bao la của cái chết. Ông cảm thấy dư âm của nỗi sợ hãi mà nó mang đến cho người dân của Istvan III và nỗi sợ hãi đó nhân lên trên hàng tỷ con người kia là điều ông không thể hình dung nổi. Các cô là Remembrancer. Killer nói, giọng cô thoáng buồn. Cả hai người, hãy nhớ lấy điều này và lan truyền nó. Phải có ai đó biết. Ông gật đầu một cách ngờ nghịch, quá tê liệt trước những gì mình đang chứng kiến để có thể thốt lên bất kỳ điều gì. Nào, Ifriti nói, chúng ta phải đi thôi. Đi, Mercedes nức nở, mắt cô vẫn dán chặt vào cái chết của một thế giới. Đi đâu? Đi khỏi đây,
Ifriti mỉm cười, nắm lấy tay họ và dẫn họ đi qua đám đông những Remembrancer kinh hãi về phía rìa căn phòng. Ban đầu, Cinnamon đã để cô kéo mình đi. Tư chi của ông không thể làm gì hơn ngoài việc đặt chân này trước chân kia. Nhưng khi ông thấy cô đang đưa họ về phía các Astarte ở rìa căn phòng, ông lùi lại một cách cảnh giác. Ifriti, ông thốt lên. Cô đang làm gì vậy nếu những Astarte đó nhận ra chúng ta? Hãy tin tôi, Kyrill, cô nói. Tôi đánh cược vào điều này. Ifriti dẫn họ tới chỗ một chiến binh to lớn, đứng tách biệt với những người khác. Và Cinnamon biết đủ ngôn ngữ cơ thể để biết rằng người đàn ông này cũng đang kinh hoàng như họ trước những gì đang xảy ra. Chiến binh Astarte quay lại đối mặt với họ, khuôn mặt ông gồ ghề và già nua, mệt mỏi như một tấm da cũ. Ifriti dừng lại trước mặt ông ta và nói, Yacton, tôi cần ông giúp. Yacton Cruz, Cinnamon đã nghe Logan nói về ông ta, kẻ nghe nửa vời. Ông ta là một chiến binh của ngày xưa. Giọng nói của ông ta không có trọng lượng trong giới chỉ huy cấp cao, một chiến binh của ngày xưa. Cô cần ta giúp đỡ, Cruz hỏi. Cô là ai chứ? Tên tôi là Ifriti Killer và đây là Mercedes Orleton, Ifriti nói, như thể lời giới thiệu của cô giữa cảnh tàn sát như vậy là điều bình thường nhất trên thế giới này. Còn đây là Kyrill Cinnamon. Cinnamon có thể nhìn thấy sự nhận biết trên khuôn mặt của Cruz và ông nhắm mắt lại chờ đợi tiếng hô không thể tránh khỏi sẽ khiến họ lộ diện. Logan đã nhờ ta trông chừng cho các cô đấy, Cruz nói. Logan ư? Mercedes hỏi. Ông đã nghe tin gì từ anh ấy chưa? Cruz lắc đầu nhưng nói, cậu ta đã yêu cầu ta giữ các cô an toàn trong lúc cậu ấy đi vắng. Giờ ta nghĩ mình đã hiểu ý cậu ấy rồi. Ý ông là gì? Cinnamon hỏi, không thích cách Cruz liếc nhìn những chiến binh có vũ trang xếp dọc các bức tường của căn phòng. Không sao đâu, Cruz nói. Yacton, Ifriti ra lệnh, giọng cô mang đầy uy quyền. Nhìn tôi này. Vị Astarte với khuôn mặt nhăn nhúm nhìn xuống hình dáng nhỏ bé của Ifriti và Cinnamon có thể cảm nhận được sức mạnh và sự quyết tâm toát ra từ cô. Ông không còn là kẻ nghe nửa vời nữa, Ifriti nói. Kể từ bây giờ, giọng nói của ông sẽ được lắng nghe rõ ràng hơn bất kỳ giọng nói nào khác trong quân đoàn của ông. Ông bám víu vào lối cũ và mong muốn chúng quay trở lại với nỗi hoài niệm của một người đáng kính. Nhớ những ngày đó đang chết dần ở đây, Yacton. Nhưng với sự giúp đỡ của ông, chúng ta có thể mang chúng quay trở lại. Cô đang nói cái gì vậy cô gái? Cruz gầm gừ. Tôi muốn ông nhớ đến Catania, Ifriti nói. Và Cinnamon lùi lại khi ông cảm thấy một luồng năng lượng dâng trào từ cô. Như thế, chính làn da của cô đang được tích điện. Cô thì biết gì về hành tinh nơi ta sinh ra chứ? Chỉ những gì tôi nhìn thấy bên trong ông tôi, Yacton, Ifriti nói. Một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra sau ánh mắt cô và lấp đầy lời nói của cô với sự hứa hẹn và sức lôi cuốn. Danh dự và lòng dũng cảm mà từ đó Luna Wolf đã được rèn rũa. Ông là người duy nhất còn nhớ, Yacton. Ông là người duy nhất còn lại vẫn còn thể hiện đúng bản chất của một Astarte. Cô chẳng biết gì về ta cả, ông nói. Mặc dù Cinnamon có thể thấy rằng lời nói của cô đã chạm đến ông, phá vỡ những rào cản mà các Astarte dựng lên giữa họ và con người. Các huynh đệ của ông gọi ông là kẻ nghe nửa vời, nhưng ông không bắt họ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi biết điều này là do một chiến binh của Catania quả thực là một người đáng kính và không quan tâm tới những lời lăng mạ nhỏ nhặt. Tôi cũng biết rằng lời khuyên của ông không được lắng nghe, bởi vì lời khuyên của ông là tiếng nói của thời xa xưa, khi cuộc lập tự trị vĩ đại còn là thứ cao quý, được thực hiện không phải vì lợi lộc mà vì tương lai của toàn thể nhân loại. Cinnamon quan sát khuôn mặt của Cruz đang nói lên nhiều điều về sự xung đột đang hoành hành trong tâm hồn ông, lòng trung thành với quân đoàn của ông, đấu tranh với những lý tưởng đã rèn rũa nó. Cuối cùng ông mỉm cười và buồn bã nói, cũng không có gì quá khó nhọc cả, ông nói. Ông nhìn về phía War Master và Malagos. Tới nào, ông nói. Theo ta. Đi đâu cơ? Cinnamon hỏi. Tới nơi an toàn, Cruz trả lời. Logan nhờ ta trông chừng các người và đó là điều ta sẽ làm. Bây giờ hãy im lặng và đi theo ta. Cruz quay gót tiến về phía một trong nhiều cánh cửa dẫn khỏi khán phòng. Ifriti đi theo người chiến binh, còn Cinnamon và Mercedes chạy theo cô. Không biết họ sẽ đi đâu và tại sao. Cruz tiến tới cánh cửa, một cánh cổng lớn bằng đồng, bóng loáng, được canh giữ bởi hai chiến binh. Cả họ sang một bên bằng một cái vẫy tay. Tôi cần dẫn những kẻ này xuống bên dưới, ông nói. Lệnh của chúng tôi là không ai được rời đi, một người lính canh nói. Và ta đang ban hành mệnh lệnh mới cho anh, Cruz nói, một quyết tâm sắt đá mà trước đó Cinnamon không nhận thấy đã củng cố cho lời nói của ông. Tránh sang một bên, hay anh đang bất tuân mệnh lệnh của một sĩ quan cấp trên? Không, thưa ngài, các chiến binh nói, cúi chào và mở cánh cổng màu đồng. Cruz gật đầu với các lính gác và ra hiệu cho bốn người họ đi qua. Cinnamon, Ifriti và Mercedes rời khỏi khán phòng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ một cách dứt khoát đến khủng khiếp. Khi âm thanh của hành tinh hấp hối và những tiếng thở gấp đột ngột bị cắt đứt,
Sự im lặng bao trùm họ thực sự khiến họ lo lắng. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Mercer đi hỏi. Ta sẽ giúp chúng ta tránh xa Vengeful Spirit nhất có thể, Crow trả lời. Ra khỏi tàu ư? Cinnamon hỏi. Đúng vậy, Crow nói. Bây giờ nó không còn an toàn cho con người các ông đâu. Không an toàn chút nào. Tiếng thét từ cái chết của thành phố hợp xướng ngân lên theo từng đợt sóng khủng khiếp, ập vào cung điện Precentor như một cơn sóng thần. Trên những con đường bên dưới và khắp cung điện, người dân thành phố hợp xướng đang tan chảy ngay tại nơi họ đứng. Những thi thể vỡ vụn thành từng dòng chất lỏng của xác thịt đang phân hủy. Họ đã đổ ra đường để chết. Lòng căm thù và sợ hãi thấu tận trời cao, cầu xin các vị thần giải cứu họ. Hàng triệu người cùng lúc gào lên và kết quả là một cơn lốc màu đen chết chóc. Một mùa singer bay vút lên trên, cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn cùng sự kinh hoàng vì cái chết của họ bằng những bài hát của mình. Nhưng virus cũng đã tìm thấy A, và thay vì hát những lời ca ngợi các vị thần của Estevan, A lại ho ra những chùm khói đen khi virus xâu xé cơ thể từ bên trong. A ta rơi xuống như một chú chim bị bắn hạ, xoay tròn xuống dòng người đang hấp hối bên dưới. Một hình thù đồ sộ xuất hiện trên nóc của cung điện Precentor. Rylanor cổ xưa sải bước đến mép mái nhà, nhìn ra khung cảnh kinh hoàng bên dưới và cuộc tàn sát đang sục sôi giữa các tòa nhà. Cơ thể Dreadnought của Rylanor đã được phong ấn với thế giới bên ngoài. Nó bảo vệ hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ bộ giáp của Astarte nào. Và cơn gió lốc chết chóc tạt qua ông một cách vô hạn khi ông chứng kiến cái chết của thành phố diễn ra. Rylanor nhìn lên bầu trời. Xa phía trên, hạm đội của War Master vẫn đang chút xuống khối hàng chết chóc cuối cùng lên Estervan 3. Cô Dreadnought cổ xưa đứng lẻ loi. Một nốt nhạc bình yên duy nhất giữa nỗi kinh hoàng đang gào thét về cái chết của thành phố hấp xướng. Thật may là chúng ta đã ra cố chắc chắn những bong kè này, đại úy Erlen nói. Bóng tối của căn hầm kín chỉ được nhấn mạnh thêm bởi âm thanh chết chóc từ bên ngoài bức tường dày đặc của nó. Đáng tiếc là rất ít Quaters đã lọt được vào hệ thống bong kè bao quanh rìa mạng lưới chiến hào và cố thủ bên trong. Họ chờ đợi trong bóng tối, lắng nghe virus tàn sát dân số thành phố hiệu quả hơn cả những chiếc rìu cửa máy của họ. Tavis chờ đợi giữa họ, lắng nghe cái chết của hàng triệu người trong nỗi kinh hoàng câm lặng. Các Waiters dường như không hề lay chuyển, cái chết của thường dân chẳng có ý nghĩa gì với họ. Tiếng la hét nhỏ dần, thay vào đó là tiếng rên rỉ trầm đục, đau đớn và sợ hãi trộn lẫn trong tiếng gầm xa xăm của những cái chết chậm rãi. Chúng ta phải trốn như chuột trong bóng tối bao lâu nữa đây? Erlen hỏi. Virus sẽ tự tiêu diệt nhanh chóng thôi, đó là mục đích của nó, ăn thịt bất cứ thứ gì còn sống và để lại chiến trường cho kẻ thù chiếm giữ, Tavis nói. Làm sao anh biết? Erlen hỏi. Tavis nhìn ông ta. Ông có thể nói cho Erlen biết sự thật, và ông biết rằng ông ta xứng đáng biết được điều đó. Nhưng làm vậy thì có ích gì? Các Waiters có thể xuống tay giết ông chỉ vì nói ra điều đó. Suy cho cùng thì Primarch của họ cũng là một phần trong âm mưu của War Master. Tôi đã từng nhìn thấy những loại vũ khí như vậy được sử dụng trước đây, Tavis nói. Tốt nhất là anh nên đúng, Erlen gầm gừ, nghe có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Tavis. Tôi sẽ không thu mình ở đây lâu hơn nữa đâu. Vị Waiters nhìn các chiến binh của mình, cơ thể bọc thép đẫm máu của họ đứng sát nhau trong bóng tối của bong kè. Ông ta giơ rìu lên và gọi. Wrath, cậu đã kết nối được với Son of Horror chưa? Vẫn chưa, Wrath trả lời. Tavis có thể thấy rằng anh ta là một cựu binh với vô số bộ phận cấy ghép lồi lõm trên da đầu. Có tín hiệu liên lạc nhưng không có gì rõ ràng. Vậy họ vẫn còn sống à? Có thể. Ở lần lắc đầu. Chúng đã hạ được chúng tôi. Chúng tôi tưởng mình đã chiếm được thành phố này và chúng đã hạ được chúng tôi. Không ai trong chúng ta có thể biết trước được, Tavis nói. Không, không có lời bào chữa nào cả. Khuôn mặt của Erlen đành lại. Waiters phải luôn tiến xa hơn kẻ thù. Khi chúng tấn công, chúng tôi tấn công lại. Khi chúng đào sâu vào, chúng tôi đào chúng ra. Khi chúng giết các chiến binh của chúng tôi giết cả thành phố của chúng. Nhưng lần này, kẻ thù đã tiến xa hơn chúng tôi tấn công thành phố của chúng và chúng đã phá hủy nó hòng kéo chúng ta đi cùng. Tất cả chúng ta đều bị bất ngờ, đại úy, Tavis nói. Cả Emperor Children cũng vậy. Không, Tavis, đây là cuộc chiến của chúng tôi. Emperor Children và các Son of Horus sẽ chặt đầu hồn quái thú. Nhưng chúng tôi được phái đến để moi tìm nó ra. Đây là một kẻ thù không biết sợ hãi hay quẫn trí. Người Estevan buộc phải bị tiêu diệt. Cho dù các quân đoàn khác có thừa nhận hay không, thì Waiters vẫn là những người phải giành được thành phố này. Và chúng tôi phải chịu trách nhiệm về những thất bại của mình. Đó không phải là trách nhiệm của các anh, Tavis nói. Một người lính yếu kém hơn sẽ giả vờ rằng thất bại thuộc về những người chỉ huy của anh ta. Còn một Astarte sẽ nhận ra chúng là của riêng mình, Erlen nói. Không, đại úy, Tavis nói. Anh không hiểu rồi,
Ý tôi là có thứ gì đó. Wrath nói từ góc bóng kè. Son of Horus à? Erlen hỏi. Wrath lắc đầu. Là các Dead Guard. Họ ẩn nấp trong các bong kè xa hơn về phía tây. Họ nói gì? Rằng virus đang chết dần. Vậy để chúng ta có thể sớm trở lại đó rồi. Erlen nói một cách thích thú. Nếu người Istvan đến để lấy lại thành phố của chúng sẽ thấy chúng ta đang đợi. Không, Tavis nói. Vẫn còn một giai đoạn nữa của cuộc tấn công virus. Đó là cái gì? Erlen hỏi. Cơn bão lửa, Tavis nói. Bây giờ các người đã thấy. Horus nói với các Remembrancer đang tụ tập. Đây là chiến tranh. Đây là sự tàn ác và cái chết. Đây là những gì chúng ta làm cho các người, nhưng các người lại quay mặt đi. Những người đàn ông và phụ nữ đang khóc lóc bám víu lấy nhau trước cảnh diệt chủng khủng khiếp, không thể thấu hiểu được quy mô của cuộc tàn sát vừa được thực hiện nhân danh đế chế. Các người đã lên con tàu của ta để ghi chép lại cuộc thập tự trình vĩ đại và có nhiều điều để tán dương về thành quả của các người. Nhưng mọi thứ đã thay đổi và thời gian vẫn tiếp tục. Horus nói khi các chiến binh Astarte dọc theo hai bên căn phòng đóng cửa lại và đứng trước mặt họ với những khẩu bầu tờ giữ ngang ngực. Cuộc thập tự trình vĩ đại đã kết thúc, Horus nói, giọng hắn vang dội đầy uy lực và sức mạnh. Những lý tưởng mà nó từng đại diện đã chết và tất cả những gì chúng ta đấu tranh cho chỉ là sự dối trá cho đến lúc này thôi. Bây giờ ta sẽ đưa cuộc viễn chinh trở lại con đường chính đáng của nó và giải cứu thiên hà khỏi sự hắt hủi của hoàng đế. Những tiếng thở gấp và rên rỉ lan khắp căn phòng trước những lời lẽ của Horus, và hắn tận hưởng sự tự do mà mình cảm thấy sau khi nói ra những điều này. Mong muốn giữ bí mật và đánh lạc hướng giờ đây đã không còn nữa. Giờ đây hắn có thể lộ diện sự vĩ đại trong những thiết kế của mình dành cho thiên hà và gạt bỏ vẻ ngoài giả tạo của mình để tiết lộ mục tiêu thực sự. Các người gào lên, nhưng những người bình thường không thể hy vọng hiểu được quy mô kế hoạch của ta. Horus nói, thưởng thức những ánh nhìn hoảng loạn bắt đầu lan rộng khắp khán phòng. Không một vị iterator nào có thể nắm gọn đám đông trong lòng bàn tay mình như vậy. Thật không may, điều này có nghĩa là không có chỗ cho những người như các người trong cuộc thập tự trình mới này. Ta sắp dấn thân vào cuộc chiến vĩ đại nhất từng được phát động trên thiên hà, và ta sẽ không thể bị lung lay khỏi lộ trình của mình bởi những kẻ nuôi nấng sự bất chủng. Horus mỉm cười, nụ cười của một đào phủ tiền thần. Diệt chúng đi, hắn nói. Tất cả bọn chúng. Đạn bầu tớ xả vào đám đông theo lệnh của War Master, xác thịt vỡ tung trong những tiếng nổ ướt át và hàng trăm thi thể ngã xuống trong loạt đạn đầu tiên. Tiếng la hét bắt đầu vang lên khi đám đông cố gắng trốn chạy khỏi các Astarte đang tiến vào giữa họ. Nhưng không có lối thoát, súng nổ và lưỡi gươm gầm lên rồi giáng xuống. Cuộc tàn sát diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một phút, và Horus quay lưng lại với cuộc diệt chóc chỉ để chứng kiến sự quằn quại chết chóc cuối cùng của Istvan III. Abaddon bước ra từ bóng tối, nơi hắn và Malogus đã chứng kiến cuộc tàn sát Remembrancer. Thưa ngài, Abaddon nói và cúi thấp người. Chuyện gì vậy con trai? Các trạm quan sát trên tàu báo cáo rằng virus đã gần như tự tiêu diệt hết rồi. Và mức độ kỳ ga vượt quá số đo, thưa ngài. Abaddon mỉm cười. Các pháo thủ đang chờ lệnh của ngài. Horus quan sát những đám mây lốc xoáy độc hại bao phủ hành tinh bên dưới. Chỉ cần một tia lửa duy nhất. Hắn ta tưởng tượng hành tinh này như một đầu dây chỉ của ngòi nổ. Một ngòi nổ sẽ đốt cháy thiên hà trong một ngọn lửa vĩ đại và dẫn đến kết cục không thể tránh khỏi tại Terra. Hạ lệnh khai hỏa, Horus nói, giọng lạnh lùng. Hãy để thiên hà bùng cháy. Chỉ cần một tia lửa duy nhất. Khối vật chất đang phân hủy của cả một hành tinh đã bao phủ bầu khí quyển của Istvan III bằng một lớp khí ga dễ cháy, dày đặc. Đòn tấn công của chiếc Vengeful Spirit xuyên thủng bầu khí quyển phía trên đám trường khí ngột ngạt, và chùm tia thiêu đốt của nó đã thắp lửa khí ga với một tiếng vù trầm đục dường như hút hết oxy khỏi không khí. Trong một giây, bản thân không khí lóe sáng, xé toạc khung cảnh trong một vòng xoáy âm ỉ của lửa và âm thanh. Toàn bộ các lục địa bị nướng tới trơ trụi, cảnh quan bị thiêu rụi thành đá thô. Quần thể mục nát của chúng bốc hơi chỉ trong vài giây khi những cơn lốc lửa quét qua bề mặt của chúng trong một luồng gió hủy diệt rực cháy. Các thành phố phát nổ khi các đường dẫn khí đốt bắt lửa, nhưng tháp lửa rực cháy bùng lên dữ dội giữa các cơn bão lửa chết chóc. Không gì có thể tồn tại, xác thịt, đá và kim loại bị thủy tinh hóa hoặc tan chảy ở nhiệt độ không thể tưởng tượng được. Toàn bộ các dãy nhà sụp đổ, thi thể của những cư dân trước đây hóa thành tro bụi trong gió. Các cung điện bằng đá cẩm thạch và khu trung tâm công nghiệp bị phá hủy trong những đám mây hình nấm khổng lồ khi cơn bão hủy diệt quét quanh Istvan III với sự tàn phá không ngừng nghỉ, vô tâm cho đến khi dường như toàn bộ địa cầu đã rực cháy. Những Astarte sống sót sau cuộc tấn công của virus bị thiêu rụi trong ngọn lửa khi họ cố gắng tìm nơi ẩn náu một lần nữa.
nhưng trước cơn bão lửa này sẽ không có chỗ ẩn nấp nào có thể che chắn cho những ai lỡ bước ra ngoài. Vào thời điểm tiếng vang của họng pháo giật lại đã dịu dần trên soái hạm của War Master, hàng tỷ người đã bỏ mạng trên Istvan III. Alright, thực sự là khung cảnh hoành tráng và đáng sợ đúng không nào? Đối với tôi thì đây chính là phân đoạn Grimdark thực sự đầu tiên mà tôi đọc được trong một cuốn tiểu thuyết 40k khi tôi vừa mới bắt đầu tìm hiểu về vũ trụ này. Và thực sự nó đã vượt xa kỳ vọng của tôi, cả về quy mô lẫn sự tàn bạo của nó. Cho đến bây giờ, đây vẫn là một trong những đoạn trích đáng nhớ nhất mà tôi biết. Thực sự là một cú nổ mở màn tuyệt vời cho Horus Heresy. Và tin tôi đi, nó chỉ ngày càng hoành tráng hơn thôi. Có lẽ là hơi kỳ, nhưng đối với tôi thì đoạn trích này không chỉ đáng nhớ vì quy mô hay là sự tàn bạo, mà còn vì một chi tiết rất nhỏ. Chính là cảnh Dreadnought Rylanor đứng giữa cái chết của Coral City. Bởi vì lần đầu đọc tôi đã không khỏi cảm thấy nghẹn ngào sau khi đột nhiên nhớ ra tuyến chuyện sau đó của ông ấy mà tôi đọc trước đó khá lâu. Kiểu, Rylanor hình như nghe quen quen, hình như là... Và khi tôi xét thử thì đúng là vậy thật. No, my man. Dù sao đi. Suy nghĩ của bạn là gì? Hãy cho tôi biết ở phần comment nhé. Tôi thực sự muốn biết. Và cũng đừng quên bấm like nếu bạn thích video này. Còn nếu bạn mới đến với kênh thì hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để sớm có thêm các video tương tự tiếp theo nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Hoàng đế bảo vệ.